Sao sao vậy nè? Sao đại huynh nhìn đệ ngạc nhiên vậy? Lại đây, ngồi xuống đây, uống vài chung rượu hàng nguyên tâm sự sao? Nói lẹ lên. Không được, lòng ta còn những điều không minh bạch, ta không thể uống rượu được. Để nghe ta hỏi. Được, đại huynh cứ hỏi, để sẵn sàng rửa tay mà nghe đi mà. Để còn dám mang hình hài sơ xác về đây sao? Đại huynh, sao đại huynh nỡ cấm đệ trở về cái nơi mà đệ còn dương vấn thâm tình chứ? Chính vì những thâm tình đó mà ta đã có lời học với đệ. Thiên đệ đã làm tuổi dâm hồn bá mẫu, đã làm phụ lòng người con gái chung tình. Đại huynh, đại huynh muốn nói tới Huỳnh Nga chứ còn ai nữa? Đệ nghĩ nàng đã vì ai mà từ bỏ kiếp sống tiểu thơ, đem đôi tay cần lao hiền phù đặt lên vai hiền đệ bao nhiêu kỳ vọng và tình yêu thuần khiết tinh khôi. Mong đợi tương cùng mở mắt cha già phụ có thăng sang, ngày ai cất bước lai kinh, áo lụa ân cần trao tặng cánh mình. Trao áo cho ai như trao trọn thâm tình, sao kẻ tư sinh mà để chẳng thiếu mình. Còn dơ dáng dài hình trở về với thanh thanh sáng sơn. Đại huynh ơi sao nỡ mới gặp nhau mà đã quá nặng lời, không còn xem để bằng tình chi kỷ thương cùng. Nhìn nhau bằng ánh mắt còn cầm, xin đại huynh có gì đừng giận để ta thẹn mình là mặt nam. Bao ân tình ai trao để lúc ra đi, công không thành là đắc tội, dám về đây sao? Đại huynh, để thành thật xin lỗi đại huynh. Tại sao lại xin lỗi ta? Vì tiểu đệ Trần Minh của đại huynh đã thi đỗ trạng nguyên rồi. Trạng nguyên? Trạng nguyên? Trạng nguyên mà te tua như vậy sao? Đại huynh, đại huynh không tin lời đệ à? Hiền đệ à, mấy tháng cách xa, ta mong rằng đệ được thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà im liềm, không có chiếu chỉ của vua chuyển về làng, ngay cả nguyện quan sở tại cũng không hay có biết nữa sao? Hả? Làm lúa đi nè. Đại huynh, đệ còn ai ở đây nữa mà làm rỡ ra cho đình đang dòng họ chứ? Cho nên để mới xin với thanh quần đừng tàn chiêu thông bao trước, để sẽ tỷ nghi sắp xếp. Sao bỗng dưng tâm trạng Trần Minh lại xin chuyện lạ đời? Đối với những điện và hiền phụ Quỳnh Nga, để dành bao tình cảm thiết tha. Hai người đó từng biết bao thâm trọng, để phải hết lòng lo lắng liệu toan. Đón mừng nhau cho hết sức tâm trà, cho xứng với tình và thâm ân. Để mới tình làm chuyện nghịch thường, chỉ mà vẫn chưa trọn lòng yêu thương. Để không dối ta chứ? Với đại huynh, để không bao giờ dám nói dối. Nhưng mà tại sao để mặc y phục này tìm ta? Đại huynh, để muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình của ngài đưa tiễn. Hai thằng bản nghèo rất rủ dẫn dò nhau, áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ làm ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Trần Minh, đại huynh, sanh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh, Trần Minh. Chào ta kia, chào ta kia. Đại huynh đi đâu vậy? Ta đi mua rượu. Có rồi đây. Cái gì vậy? Trời ơi, tét nữa.
rượu quá nghèo. Phải, đây không phải rượu Trạng Nguyên hay là ngự tủ, mà đây là rượu quán nghèo để ghé mua ở bên đường. Vậy bây giờ anh em mình hãy uống lại chén rượu ngày xưa đi đại huynh. Đã là Trạng Nguyên mà còn uống rượu quán nghèo được sao? Uống chứ đại huynh. Rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì, xin kinh cần tay nâng mời trí kỳ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ý thâm tình. Bẩn mỗi người nghĩa khi xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mão Trạng Nguyên gửi cho quân hầu cận, mặc áo cơ hàng để mừng gặp bạn thương chi. Rổ tương phùng xin đại binh hải uống cạn đi, nhấp chén rượu hôm nay nhớ hoài ngày. Tao uống đây, tao uống đây. Thảo bằng hữu, thảo bằng hữu. Trời lớp áo Tràng Nguyên để đại ta nhiều thâm cảm sao xuyến tâm hồn dương đậm nghĩa. Hơi rượu hôm nay ước hương tình ai cũ, sao ta nghe vẫn còn hơi tràn. Rượu đã mất ngon quê ta chỉ xin dám uống, tràn đầy cơn nhỏ rồi lại quay về chung bằng cài sâu. Đại huynh nỡ để cho đệ khi có áo mão cơm đây phải đành mất bạn sao? Làm sao được, đôi bằng hữu kia đã có kẻ cao sang thì không tránh có khỏi mặc cảm gì, không chia cho khách kẻ à? Đại huynh còn gì để dạy nhau chăng? Ta gửi điện để một nhằn bóng để thay lời dặn dò. Khi được cao sang cho quân kẻ vùng lâm chân